cái có hai cây thử thì được. Ấy giờ nào múc một xúc con vịt đó. Hả? Nó ăn cái gì? Nó mà bọt à? Nó để nó nhìn, nó nhìn coi cái gì nó ăn được đấy. Lên đi trước đi. Xin chào các bạn và các anh chị em thân mến. Ở video lần trước thì Ngọc đã giới thiệu đến du thuyền của bến Ninh Kiều. Ở video hôm nay thì xin mời tất cả các bạn cùng gia đình Ngọc đi dạo ở chợ đêm Cần Thơ nhé. Sau khi mà đi ăn tối trên du thuyền ở bến Ninh Kiều xong á, thì thời gian thì cũng còn sớm, cho nên là gia đình đó là còn thời gian thôi đi dạo ở chợ đêm luôn. Trước khi mà Ngọc đi á, thì có nghe nói là hiện tại là có khu phố đi bộ ở Cần Thơ này, là có khu phố đi bộ rồi, nhưng mà đến nơi thì mới biết là chỉ là cuối tuần thôi, thứ bảy chủ nhật người ta mới chặn tất cả các loại xe lại, tất cả các phương tiện giao thông người ta chặn lại hết và làm khu phố đi bộ. Nhưng hôm nay không phải là cuối tuần cho nên là đi vẫn còn là đông đúc xe cộ dữ lắm. Hiện tại thì từ cái bến du thuyền Ninh Kiều phải đi bộ khoảng một đoạn nữa kìa thì mới tới. Đi trên đường đi để ngắm cảnh người xe cộ thì cũng đông vui. Và chợ đêm thì nghe nói buôn bán rất là nhiều thứ, quần áo có. Nhưng mà vui nhất vẫn là khu ăn uống. Hiện tại thì gia đình Ngọc đang đi đến nơi để mà có khu ăn uống, để mà muốn ăn thêm một cái gì đó. Cho mấy nhỏ thì ăn thêm đồ ăn vặt, người lớn thì uống thêm vài lon bia. Bây giờ mời tất cả các bạn hãy cùng Ngọc đi dạo chợ đêm Cần Thơ nhé. Quê, sao đứng đây? Sao không đi đứng đây? Không đi bộ mới tiêu chứ. Sao mà phố đi bộ gì mà xe không vậy? Xe chắc nó chưa chặn á. 9 giờ mà chưa chặn gì bà? Ai biết, để xe không à. Bộ chú thủy họ. Phố đi bộ gì mà xe không? Mình cấn nó giật quá. Vậy là phố đi bộ là chỉ cuối tuần thôi, thứ bảy chủ nhật. Ngày thường như vậy, giống bình thường nè. Nãy nha Ngân nói giọng kêu trả lời đó. Cái gì? Đâu rồi mấy đứa, đâu rồi? Dạ, cái kia đó đi chơi nè, hai chị em mình dạ quá. Thank you.
là thật rồi. Thở quá số. Được chưa? Thế à? Chân chân đi cái ơ. Chị ta đi mà. Chị ta đi ơ. Jom kita deh deh deh. Kamu ni simpan mana salah deh. Gucci도 있고 근데 뭐 하나 더 먹고야 뭐 어떻게 할 거야? 저한테 이제 꽃을 술이랑 한 잔 더? 아니 저한테 물어봐 강수 나도 물어봐 맨날 그냥 그냥 다 가려고 근데 술 강수 cái cứ hai cái thử gì được
là nào múc một súp người sao? Hả? Nó mà bà nó để nó nhìn coi cái gì nó ăn được nó đấy. Bố sao xịt đó? Cái này lấy một cái này cho nó đi. Cái nào mà có rau củ nhiều. Ai biết đâu thì em ăn nào em thích nào thì chọn chị không sao. Bạch tuộc chắc dễ ăn à. Vô đây không? Trong mắt vậy đi rồi tính sao? Đây một cây giống tự nhiên.